Bác là bây giờ đó là ngày tháng 5 này đó. Thật sự rằng cộng đồng mình nói là ngày tháng 4 là ngày tháng 4 đen. Thế nhưng mà đó, tôi lại thấy rằng cái tháng 5 này nó còn nguy hiểm hơn nhiều. Tháng 5 này nó có này này, chứ là mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Ngày 3 tháng 5 là ngày tự do báo chí thế giới, cái này của Liên Hiệp Quốc nha. Ngày mùng 7 tháng 5 tức là ngày chủ nhật sắp sửa đến đây 1954 là kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Rồi ngày 13 tháng 5 là ngày giải phóng Hải Phòng năm 1955. Rồi ngày 15 tháng 5 là ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Rồi ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của cụ Hồ. Và cũng là ngày sinh nhật của tôi đây. Chắc chắn là thể nào bác Cường cũng phải tới ăn cái sinh nhật. Ngày 29 tháng 5 là ngày quốc tế gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam mình cũng đóng một thành phần ở trong đó, quân đội mình cũng có nằm trong giữ gìn hòa bình quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Và 31 tháng 5 là cái ngày đó thì chắc bác Cường cũng không quan tâm lắm, là ngày quốc tế không hút thuốc lá. Vâng, thì thưa bác Cường, là bác nói là rất hoành tráng và công nhận. Ngày thứ bảy tôi đi một vòng không thấy gì. Ngày chủ nhật lúc đi ngang qua đó thì cái đèn Trần Hưng Đạo nó xong rồi. Tức là họ chào cờ hình như là 9-10 giờ sáng gì đó. Chỉ chào cờ cho có lệ xong rồi chạy đi thôi. Thế buổi tối ngày chủ nhật tôi chạy qua cái tượng đài chiến sĩ thì thấy họ sắp ghế, thì tôi biết ngay buổi tối hôm đó là họ sẽ làm lễ thắp nến. Chợt nhớ lại cái lời của ông Nguyễn Văn Hùng, Hùng gia đình Mũ Đỏ đó. Ông hội trưởng gia đình Mũ Đỏ hồi này không biết là sức khỏe ông sao, không thấy ông sinh hoạt. Ông Hùng thì nhỏ tuổi hơn tôi nhiều lắm, ông Hùng sinh năm 1951 mà, tuổi con mèo. Thì năm ngoái ông đã chỉ mặt rồi, Bùi Thế Phát và ông Trương Ngãi Vinh. Nếu mà không có một cộng đồng thì đừng có tới nữa. Chúng tôi chưa thấy cái video của tối hôm chủ nhật tại nhà, cũng chưa có thể biết là hôm đó có ông chủ tịch cộng đồng hay không. Và nếu mà có đó thì họ có nhớ lại cái lời của ông Hùng đó. Nó rằng không lớn hơn mình bao nhiêu mà nó chỉ là chủ tịch của một hội gia đình Mũ Đỏ, tức là hội binh chủng nhảy dù. Dám nói một câu rằng á, năm tới mà không có một cộng đồng thì đừng có đến đây nữa. Không lý mình thêm cái chữ đừng có vác mặt đến đây nữa. Vâng, thì chúng tôi thấy rằng cái sinh hoạt rất là eo uột. Để cho con cháu nó chửi đó. Nào, anh Hùng đó à. Mình thượng bất chính hạ tắc loạn À, đúng như vậy bác. 43 năm rồi làm không ra cái gì hết, thành ra nó cho nên nó hỗn. Đây là những cái năm trước thì là tối thứ bảy họ đi vào trong cái nghĩa trang quân đội họ thắp nến gọi là tưởng niệm bác Chiết, giống như là bên Việt Nam mình là tối ngày 19 tháng 6 đó, thì tối ngày 18 thì họ đi vào trong đó, ngày 19 thì vinh danh. Thế nhưng mà lễ tưởng niệm 30 tháng 4 thì không có, chỉ có một cái buổi tối thắp nến ở ngoài tượng đài. Còn mời một ông linh mục chúng tôi không có biết tên, thấy đài SBTN nó chiếu lên không để ý lắm. Ông mập như là một con heo đó, không khác gì ông Đặng Hữu Nam. Không biết là mấy ông linh mục xã hội này ông ăn cái gì mà ông nào ông ấy béo 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 béo, béo tròn béo trịa luôn. Ông ấy cũng cúi xuống hôn đất đâu, Hôn hôn đất ghê quá thì. Vâng, thì đó là cái những cái không biết năm nay thì không thấy nó im lặng quá này, tại nhà không hiểu sao. Tuy nhiên có một cái rằng là ông Phan Kỳ Nhơn ông bị người ta coi thường cũng quá này. Ông bảo 30 tháng 4 là không có ăn chơi, không có gửi tiền Việt Nam, không du lịch Việt Nam, không buôn bán Việt Nam, rồi không giao lưu Việt Nam. Rốt cục có thể là ngày thứ bảy SBTN nó tổ chức một cái buổi lễ tưởng niệm Phạm Đình Chương ở phòng bài, mang vô phòng bài để tưởng niệm ở trong bài Pentagon. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương tức là Hoài Bắc á.
Thế rồi cái ngày chủ nhật thì ông Tô Văn Lai và chú Nga Paris chơi luôn hai cụ. 2 giờ trưa tôi có chạy ngang qua đó, rất là đông, hết chỗ đậu xe luôn mà không thấy cái đám nào biểu tình hết. Thế buổi chiều thì 7 giờ thì đương nhiên là cũng bán vé hết rồi. Có một điều đó thì ông Nguyễn Ngọc Ngạn bị stroke, ông bị tai biến mạch máu, nhưng mà may ông bị tai biến mạch máu mũi chứ không có lên, chưa kịp lên đầu thì nó đứt cái gân máu ở chỗ mũi, nó túa máu ra. Thì có bác sĩ Michael Đào là bác sĩ riêng của ông của bên Truy Nga Paris, mấy cô ca sĩ bên nó cũng chịu khó đi Michael Đào lắm. Thì Michael Đào có mang theo dụng cụ y khoa này kia hết tới chụp cái ống gửi cho ông Nguyễn Ngọc Ngạn để cho ông gọi là người hít xong là lên sân khấu. Mà bác biết rằng cái sân khấu là MC là phải ra lên giới thiệu xong lại đi xuống. Thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói rằng không biết rằng ông Ngạn có qua nổi hay không, thì chúng tôi không biết là buổi tối đó thì cụ thể nó sẽ ra sao, thì chúng tôi chưa có cập nhật đó. Thì là những cái tình hình mà tưởng niệm 30 tháng 4 nó như vậy. Và ông Phan Kỳ Nhơn thì có vẻ năm nay có vẻ là chúng tôi thấy là cái buồn cười, chạy qua cái chỗ tượng đài Đức Trần Hưng Đạo thì họ nói rằng năm nay họ sẽ có một cái bức tường đá đen. Tôi nghĩ rằng không biết xây hồi nào, thì chạy ra hóa ra chẳng có bức tường nào hết mà chỉ có mấy cái pano nó bằng gỗ này họ đóng lên, xong để những cái hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng 30 tháng 4. Trên này làm lễ xuất phát treo cờ, mà mình thì lớn tuổi ra chạy xe mình lại mắt nha mắt nhắm mắt mở lại là lễ xuất phát treo cổ. Lễ xuất phát treo cổ thì xuất phát treo cờ rồi thì thôi cắt đi, tháo cái bảng xuống đi, còn để trên đó làm gì nữa, đâu có treo nữa đâu, phải treo cái bảng khác là lễ xuất phát cái là hạ cờ. Tại vì ngày hôm nay là thành phố nó bắt phải hạ cờ rồi, ngày hôm qua nó đã bắt hạ cờ rồi, các qua ngày 30 tháng 4 thì bữa nay mùng 1 tháng 5 ở đây đó, bố các ông dám để nữa. Tại vì các ông để nó các ông ăn mừng ngày lao động quốc tế. Quốc tế lao động này của cộng sản mà, đâu phải của Mỹ đâu. Mỹ là lễ lao động là thứ hai của đầu tháng 9. Đó là những cái để góp ý với bác cái ngày mà bác gọi là ra hiểu bác Cường nói đóng vào một ngọt kép năm nay rất là sụp tụ. Thực tình thì tôi nhìn thấy cái tường thuật của báo chí với gì đó thì tôi thấy nó xôn tụ và để mà đề cập tới nó ví dụ như là cái sáng ngày 29 đó là ngày chủ nhật đó là họ định tổ chức mạnh lắm thì dạ vâng. Mình có thấy rằng thì là trời lạnh mà lại sương mù nó dạ. Kéo tới thế rồi thì là tôi có gửi cho KBC hải ngoại với anh em đó, tôi nói dạ. Rằng thì là hình như là trời sầu đất thảm dạ vâng. Thế nhưng mà không ngờ rằng tới trưa ánh nắng nó lại le lói lên dạ vâng. Le lói lên một chút, thành ra mình mới thấy rằng thì là đây cũng lại là một cái điểm mà tôi cho rằng thì là không biết là những cái ngày này Bonsa nó người Việt hải ngoại Bonsa này nó đã hết cái nghiệp chướng mà nó buôn hận thù bán hàng giả đó cho nên thì một cái người MC mà ông Nguyễn Ngọc Ngạn đó thì ông ấy cũng chảy máu mũi nhưng mà tôi nghĩ rằng ông đổ máu ngày 30 tháng 4. Vâng, đó, tôi nghĩ rằng thì là ông Nguyễn Ngọc Ngạn là một MC có tài dạ, và ông ấy là đây là cái dấu hiệu. Vâng, ông rất là giỏi. Đây, công nhận. Đây là cái dấu hiệu để ông ấy giã từ sân khấu. Dạ vâng, đúng. Mọi người đều thấy rằng thì là những các cái người mà thành công đó thì nên tìm cái lúc nào mà mình đi xuống, cũng giống như những boxer đó, dạ. Những võ sĩ đó. Tới lúc mà mình thấy rằng thì là mình đuối rồi đó thì cái hình ảnh nó tiêu tan mất. Thành ra phải biết cái lúc mình ngưng nghỉ. Đây cũng là cái may mà
chảy máu mũi như vậy thì tôi cũng là dịp để mà cáo bệnh. Ông Ngạn ông sinh năm 1944, tuổi Giáp Thân. Vâng. Vâng, thì ông là một người rất là giỏi. Đấy, ông có rất là hận thù với Cộng sản là tại vì khi mà vượt biên á, thì vợ con ông bị chết. Cái năm mà 2007 á, tôi có tổ chức đại nhà hội trong cái Bossa Grande đó thì ông có tới. Thì ông bảo rất tiếc anh Hùng. Tôi không thể làm MC ngày hôm nay được mặc dù đã nhận lời với anh rồi. Thì hôm đó ông mới nằm nhà thương gia thì ông bị ung thư ruột. Đấy, nhưng mà ông cắt được cái phần ruột đó. Thì ông bảo rằng bây giờ cái tuổi mình bây giờ không biết chừng nào đi. Thế mà từ đó 2007 bây giờ 11 năm rồi thì ông lại bị đổ máu mũi. Mà lại đổ máu mũi đúng cái ngày 30 tháng 4. À, ngày 29 tháng 4. Mà tôi có nói đùa này bác Cường, tại cộng đồng mình cứ nói là mất nước. Ngày người ta thống nhất đất nước thì cứ bảo là người ta mất nước. Cái cười quá. Việt Nam vẫn còn đó, nước còn đó, nhà còn kia. Nước không mất, nhà không tan mà cứ bảo như mất nước. Thì nhưng mà năm nay mà các ông tổ chức ngày Chủ nhật thì các ông lại mất nước sớm một ngày. Thay vì 30 tháng 4 các ông mất ngày 29 tháng 4. Tôi bảo năm nay cộng đồng bị mất nước sớm một ngày. Thế những cái hội luận thì thưa bác là bác có tính bữa nay thấy bác mang nhiều tài liệu lắm. Bác bây giờ mình nói trước những cái vấn đề có liên